Chào mừng các bạn đã đến với buổi live acoustic. Và chúng tôi đang có mặt tại Civita quận 1. Sau đây sẽ là bài hát Vội Xa do tôi, Hoàng Đạt sáng tác. Cùng với đó là sự trình bày của pianist Nguyễn Việt và guitarist Quang Phúc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Giờ đã bước bên ai trên con đường gọi là tương lai. Tình đẹp nhưng chợt vội đến rồi đi, để lại trong ta một giấc mộng si mê. Thời gian có thể trở về với tôi với em như ngày đầu tiên. Mặt trời kia vẫn chiếu sáng mọi nơi, chẳng thể làm con tim tôi ấm lên được. Vì trong ánh mắt tôi, em là bầu trời. Tình đẹp nhưng chợt vội đến rồi đi, để lại trong ta một giấc mộng si mê. Thời gian có thể trở về với tôi với em như ngày đầu tiên. Mặt trời kia vẫn chiếu sáng mọi nơi, chẳng thể làm con tim tôi ấm lên được. Vì trong ánh mắt tôi, em là bầu trời. Vì trong ánh mắt tôi, em là duy nhất.